nhá anh em nhá, đóng 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 hàng tiếp nhá. Đây tôi ngừng, mình ngừng livestream đóng hàng nhá. Linh ơi quay hộ anh này, anh nắm cục mồi này. Đó đấy. Cái này thì tôi có phải vợt không? Tôi vẫn phải vợt rồi. Tí mất cần. Tóm cần. May tóm cần. Cẩn thận dòng qua bên này có gốc cây đấy hả? Tụt phát phải. Tóm cần đây. Bên cạnh chuyên nghiệp Linh. Anh dây ở sang bên này. Khéo gò quá loại bung anh ạ. Có thể vào đâu? Để xem để xem như nào đã. Thật sự nhất. To đấy. Khỏe lắm. Trời mà anh. Chắc cốp. Đâu cần. Úi giời. Quá rồi. Mày đã to hơn con cháu tư. To hơn chứ anh. To nhiều. Cái này phải tầm con này 8 lạng, 9 lạng. Lôi cần tí đi đấy. Cước nổi. Cước nổi may con nhìn thấy chứ cước chìm sẽ rồi vào. Lên rồi anh em nhá. Ui vượt phát được đúng cái anh em ạ. Ui. Mà con này phải hơn cân. Một phát đông á, hơn cân thành. Con này con này cân cân 1 cân 2 đấy. Không có túi à? Không mang. Quên không mang túi. Nói chung là con này ở đây, đây là đại tướng rồi, nó to rồi. Rồi vô anh đang xe đây này. Bên dưới vợt thôi, em cứ cầm thôi. Chỉ có mồm. Con này bị ăn, con này nóng người sẽ đổ máu cam. Mẹ đi kiếm cái dây thì xiên mẹ ha mà. Nhập kho rồi anh em ạ. Ừ. Thế. Để mất công chạy về lấy. Sao á, sợ là đi trở về xấu vậy. Cũng có to không sói được dòng. Nhưng mà anh ta xuống phát lấy lô rồi. Ngồi dình, ngồi ngay cách cần dình. May mà ôm kịp không thì xuống thật. Không, quả đấy nó lôi vào trong bụi đấy. Nhà. Đây sát bụi rồi chứ. Con gò kịp của đấy. Con nắm tiết kiệm rồi vậy. Tình trạng này khi về sớm. Tình trạng này khi về sớm. Tình trạng này hết mồi sớm. Vân béo thì xuống tận 38 độ. À, 38 độ thì bình thường, nhưng 37 là bình thường. Trẻ con hay trẻ con? Nó sốt, nó sốt nhẹ nhưng mà con ở trong bụng thì nó lại ấy. Nó lại sốt cao hơn. Sốt cao hơn. Cả nhịp tim nó đập cao. Bao tuần rồi anh? 28 tuần. Sốt mẹ anh ơi. Bảo nếu mà mẹ mà không sốt đi mà con mà như thế là nó dễ bị suy thai. Giai đoạn đang thay đổi thời tiết thì như gì này, sáng thì mưa ầm trời xong rồi
gió máy. Ném lưỡi hàng châu Phi thật, ném chéo hẳn ra góc kia, chéo hẳn ra thì thoát. Hay nó hơi hơi tình mà anh ném vào giữa chỗ gần cái dây, lúc đấy em thấy nhiều tâm lắm. Ngon đấy, ui xời. Có hẳn quay phim chuyên nghiệp anh em nhá. Có hàng tạm to cái hồ này rồi. Đấy, kể mà dung lượng nó còn là chìm trong anh em xem thì phê thối rồi, quả nó rút cần. Cá lôi này, rút tay này, cá chạy. Đây, vừa nảy nước để lấy cần này anh em này. Rút hết rồi này. Không, dính vào cái này thôi. Dính vào cái cước ấy. Dính vào cái này này. Đổi bên đi anh. Đổi bên đi. Luôn đi dưới. Anh em ơi. Cá lôi cả cần nữa. Đấy. May mà chạy theo kịp đi. Xoay xoay xoay. Tao vẫn ở bên này anh. Dám lừa tỉnh. Ui ôi. Vượt anh ơi, lấy vượt anh ơi. Chắc cốp lấy vượt đi. Ôi sô phi phát này. Đây, câu con cá 70 cân này. Anh em này. Đây anh em nhá. Chụp cần vô cần nhá, pha vô cần. Đây, kết quả thủ phạm ở đây. Thủ phạm đây anh em nhé. Rồi, cho nhập kho cái tội. Nó sướng đi mẹ bay rồi chui mẹ. Ờ đúng sàn sàn bằng nhau. Không, nhau người làm. Người dày hơn thật đấy. Người dày hơn. Người dày hơn đấy. Con này phải cân 2 cân 3 đấy. Bảo sao mẹ đôi cân đúng không? Nhảy nhá. Để thêm vết nữa tay. Dính phát. Quả đấy phải đéo nhảy chắc chứ. Nếu đéo thì cần chìm bốn nước ấy. Được rồi, con quay to hơn nhiều đấy, không phải to hơn nghĩ đâu nhỉ. Lưu manh là có thật nha anh em nhé. Ông già kia lại ngồi nhìn sốt ruột đó. Đang ngồi tự dưng lên luôn. Lô sinh sạch kìa mẹ. Mình chạy mình vồ đâu kịp. Như trò đùa anh em ạ. Ngồi ôm cần chả sao, thả cái mất. Có thể mẹ đấy hàng to đấy. Ừ, hai con nữa, dính ấy mà. Còn mấy chục con nữa, nó làm không đấy. Vét hồ luôn, tát hồ luôn. Đang lên video cái gì có. Đây. Sói phụ. Đằng giữa đấy cái có vẻ ăn khá to nhiều. Mẹ ông già lại ở đây xem. Bán yên ra ngoài, bán tĩnh. Được rồi anh ạ. Anh em đi câu đồng lưu manh như thành câu đồng lưu. Câu làm xe. Đâu cái cục đâu à? Trong túi anh ấy. Cái gì đã có. Cá không ăn gì cả anh ạ. Có. Cái chưa nắm được.
chơi nắm, chơi nắm. Nắm hai cục mà. Tôi nắm hai cục mà. Hai cục này. Có ba cái đây một cái kia rồi thì ừ. Đây là cờ ở ngoài nó vừa nhớ ra trong cốp xe có để lăng xe dự phòng ấy. Anh em lại bảo quanh quanh nó vậy. Giờ đâu mất. Chảy máu tay. Cứ chạy. Sục phi. Ê hồi hộp nó sướng quả đấy mà. Quay phim quả đấy nó mới phê đấy. Nhưng không kịp anh em ạ. Ây à. Quả rơi đúng đầu. Anh vụt quen cữ rồi, vụt được, vụt được kia. Ủa, đi quẹ. Làm chỗ đấy bắt con kia. Sợt lá cây. Lôi đi, lôi, lôi, hút mẹ. Hết mẹ một rồi. Trộn một chậu đấy mà loay hoay sắp hết mẹ một ăn. Chỗ này phải 20 cơ. 20 cục nữa. Không. Chục cục. Càng nhỏ càng tốt. Tiết kiệm thôi. Chia rất vì về. Có hết sớm về sớm. Tưởng cá không ăn mà hôm nay lại ăn không tưởng. Hai ông tướng kia lúc đấy còn bảo trời oi như này thì cá nó làm gì ăn. Trời oi như này thì cá ăn gì. Vớ ngớ vớ vị trướng thơm. Ok, dạo. Dự phòng. Hãy để ý chụp nhá. Wow. Anh em làm phát lôi lôi cần phê quá, chạy xuống nước chụp. Đấy hôm nay có mấy anh em đi cùng, thế là phim phỏ quay bất nhà anh em ơi. Khủng long này. Đào cần thế này đấy, đào cần thế này đấy. Đi dưới, đi dưới, đi dưới. Nhớ được. Cô đi bẹ lôi mẹ ở kia rồi anh ơi. Một lần nữa. Máy linh chụp được cần. Máy chụp được cần nhanh không lại xuống hồ mất đấy. Bắt đầu đi ăn lại đấy. Anh đem cầm đầu vào chưa? Đưa cước đoạn này đây. Đưa cước của cần có cá ấy. Thôi bây giờ lô tay đúng không? Ok chưa? Anh em nhìn cần nó cong mà. Con này khá đấy mình ạ. Ừ, em thấy rồi. Lúc nó chạy nó tăm tăm sủi lên mà. Phịch phát bình thường. Thế như kiểu nó móc hai lưỡi rồi, một lưỡi vào đầu, một lưỡi vào đít rồi. Con này phải cẩn thận nhá, không ạ. Vừa mới mất con cá giếc to quá các bạn ạ. Anh em ạ. Vẫn bình mắc một cái nào xem này.
vẫn bị lôi ui có phết. Từ 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 đây để anh vật anh tự học. Nặng đấy. Không mang túi nó khổ khổ thế. Từ cho sợ đấy, không phải sợ. Chạy đi đâu con sâu? Con này là kia khá nhất này. Con này to nhất anh em ạ. Con này khá nhất anh em ạ. Tác hại của không mang túi vợ đấy. Ôi giời. Nóng à. Vào vây luôn này, vào mồm này. Một phát vây này. Ôi khéo, khéo, khéo. Con này phải cân rưỡi được. Em sợ cân rưỡi trên này. Hai lưỡi à? Một lưỡi. Tháo hẳn cái cơ quen này. Nhảy quanh cái này lại thơm nhỉ. Đấy, đính hai con to. Ở đây là lắm ở giữa giữa đấy chứ nhỉ. Ừ. Đây em có con vừa lên này, khứa nhất. Mắc cả ở cái dây của cái kia là gì. Nó gần nhau quá. Mấy chục cần nhanh không lại cần xuống hồ. Bẩn, bẩn, bẩn. Ấy, bẩn. Con này phải được cân 7 được ấy. Nó có con lỗ tay đấy. Ôi giời, bẩn hết quần bố mày rồi. Tông môn của mày. Ui, dãy cà phê chim. Có khi càng về sau lên càng to, có khi càng về sau lên càng cả to. Mày định biểu tình à? Hết rồi, hết rồi, ốc 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 ốc. Nó cuốn kiểu đéo gì nhỉ? Cần đèn pin không? Quấn kiểu gì? Kiểu gì mà nó quấn được này một vòng vào đây nhỉ? Ở đây. Được. Nặng đấy. Ôi giời ơi. Dừng phi bắt cá vật xuống. Ôi thật, sợ em để nó sợ nó phi vậy. Để gá bên này anh ạ, để gá bên này. Để gá như lúc đấy. Để xem này có cái cành đấy còn đỡ. Chục cân rồi. Đau lưng này. Chục cân rồi. Để hiện tượng đau lưng. Có hạt mưa rồi này. Đấy là cái cân này. Câu cá xuất chỉ. Con thử cái cước nào đấy. Cái gì? Giật giật cho mấy phát. Hello anh em. Xuống từ lúc 3 giờ nhá. Áng chừng tầm 3 giờ đi, không nhớ chính xác đâu. Giờ là 6 giờ 10, 15 rồi. Đấy, trời sẩm xí tối rồi nhá, cá nhiều lắm rồi. Ừ nhỉ. Cá nhiều lắm rồi. Đây là em Linh ở trên kênh nhá. Lúc vừa livestream này có hỏi đấy.
đến chơi nhé. Anh em trên kênh đến chơi rất là nhiều, hai anh em ngồi câu từ 3 giờ đến giờ trời đang nổi gió đấy, cá thì nhiều quá trời rồi, cá thì nhiều bắt hết rồi anh em ạ. Mai anh em xem cái video này, bởi vì mọi khi là có một mình đi quay video nó không được chất. Hôm nay có trợ thủ em Linh đi quay phim thì là chất thì thôi rồi. Đó. Anh em đừng chia sẻ video này lên chủ hồ là được nhé. Sau thì tôi xuống là bị soi mói. Đứt, hình như là đứt, đứt cước rồi, hình như là đứt cước. May tôi vừa chụp được cần. Đứt cước rồi, đứt cước rồi. Mẹ, đứt cước còn to quá. Đứt cước rồi, đứt nổ luôn đang xe rồi. Đây này. Nổ cước luôn anh em ạ. Cá nó quá khủng long luôn chứ không phải là vừa đi. Ôi đi mẹ, con này là con mẹ sót từ lâu lắm rồi này. Ôi đùa đi mẹ. Anh dồn cả phải ốc lên à. Đấy, em cũng sờn mẹ cả cái ốc rồi. Mẹ nó quá to luôn. Anh em ạ, đi mẹ, cá to đến mức sợ sờn cái ốc rồi. Ghi mà nó đéo vào luôn. Ai cả cứ quấy phải nới máy ra nhau nới. À mà nới máy sợ chạy ngoài cọc. Máy nó đang lưới đấy rồi. Anh thấy chạy ở ngoài kia là máy nó còn đang chạy do nghe thấy không? Cái đi mẹ. Phí quá anh em ạ, đi đã may mất rồi, có cái con thứ hai con to mất đấy, đủ nổ chục đấy. Đéo vẻ mà ngọt thế chứ. Bạn mất một bộ đăng xe nữa rồi. Đứt phải đến 30 mét cước. Phải đến 30 mét cước anh em ạ. Nổ chục. Em cầm em thấy nó nặng trịch rồi. Ui, anh kéo thì nó quá nặng luôn mẹ mà. Còn ít phải hai bộ ít, anh bảo ít nhất nó phải 2 cân thì mẹ anh sợ mè tàu. Anh sợ dính ngay vào mè tàu cụ ấy. Ừ. Thế là mình, đấy là mình chưa chưa gò nhá. Mình chưa gò, mình chưa gò. Mình chưa gò không ấy, máy vẫn chạy mà đứt được. Không biết là độ giật có như nào. Fit một. Đầu nó đi ăn đấy, chầm rồi tối rồi đi ăn. Phí quá anh em ạ, mẹ sờ được cái ốc rồi. Ui mẹ mày lôi cá mày rủ mấy ốc người. À, anh em này vẫn còn nổi da gà này. Hai anh em hú hồn mẹ. Oh, cụ tổ. Hai anh em. Anh sợ gãy cần đổ xu. Thì cái cần này mẹ ngon đấy. Cần này anh em xây sướng. Anh em xây sướng. Câu lục thì sướng hơn. Phải nói là anh em ạ, phải nói là nó quá phê luôn. Tiếc không phải là con mất mới là con to, mà con này gò không được, gò đéo vào luôn anh em ạ, nổ luôn cước. Chưa kịp gò đã nổ rồi, chưa kịp gò. Anh đang gò một ít rồi, thấy anh đang gò một ít rồi thì nó cảm giác đang lôi nha, cảm giác nó răng một phát, thế là đứt luôn. Đứt luôn cước vãi cả trường. Đứt đứt là đứt ở giữa cước nhưng mất khoảng tầm 30 mét cước anh em nhá. Mày nó giật. À, anh em nhìn tay vẫn cần oánh tiết canh này, nó hồi hộp, tay vẫn còn đang oánh tiết canh này. Wow. Quá đấy ném chắc chưa được 5 phút nhỉ. Tôi đeo nó đồng anh nghĩ là chỉ có mè thôi. Một mè mè thì nó ăn nhanh như thế, con mè đấy chắc là cụ mè mè là phải to lắm. Mè xót to lắm. Mè xót hồ này chắc phải 7-8 cân, 9-10 cân anh em ạ. Ôi anh em nhìn nó phê. Đây, tay vẫn còn đang lóng nga lóng ngóng ấy. Mẹ ui dòng con cá vẫn nổi ra vẩy ốc lên. Mẹ sướng. Vớ này cần. Ủa. Chán tôi rồi. 7 giờ 10 rồi anh em ơi. Từ cái lúc mà cái con bật mã ôn kia nó làm lộ trục, nó quấy đảo cả hồ, thế là chững rồi. Tầm 30 phút rồi nhá. Hơn 30 phút rồi, 30-35 phút rồi chững. Không thấy động tĩnh gì luôn. Còn đấy là con, chắc là con thủy quái ở cái hồ này. Nó xuống nó bảo hết cái bọn khác là bảo chúng mày dẹp hết vào đây. Cút cút ra để tao thể hiện, nhưng mà tao thể hiện bị ăn đòn rồi, thế là chúng nó trốn hết rồi anh em ạ. Đây rồi, quay ngang rồi.
Bây giờ anh em nhé, sau một thời gian chững rồi, dính rồi này. Này, cần này, nhìn anh em nhìn cần này. Cong vút này. Không tên. Nó chỉ khoảng hơn cân thôi. Không 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 khủng long như em mất, nhưng mà tại vì dòng cá cái nó biết nó to hay không mà. Con báo... trước, con trước nó khác, con này nó khác. Cố dòng ra đây để cho nó không cuốn vào cái cần kia. Ừ. Dê ở trong này. Nó đổ bờ bên này rồi. Cũng to đấy, không phải nhỏ đâu. Anh nghĩ chắc nó phải tầm cân đấy. Đi lại đường vượt thì khổ đấy. Đường vượt mệt lắm, bởi vì cái vượt nó quá nhiều cá rồi anh em ạ. Dùng vượt, dùng vượt bây giờ thực sự rất là nặng. Không phải là không ấy, mà là nó vẫn còn mồi, nhưng mà lúc nào nó ăn em ạ. Cũng to em ạ. Cũng to. Lên được không? Lên khéo. Lên được. What? Thôi. Đi nhau. Anh em ơi, chủ quan quá, con nó cũng không nhỏ đâu. Nặng đấy. Do nó chủ quan. Chủ quan là cho trong cái vợt nó còn quá nhiều cái anh em ạ. Ôi trời ơi, mất công dòng một lúc. Ủa, uầy. Nào góc trong kìa. Rồi thôi xong. Mất. Không còn từ gì để diễn tả rồi anh em ạ. Ôi trời ơi, tôi cố tình nhấc lên nhưng mà không nhấc nổi. Lưỡi không sao, nhưng mà con đấy nó đóng mép, nó đóng bị rách mép anh em ạ, rách mép. Anh em thấy tiếc chưa? Anh em thấy tiếc chưa? Đấy. Quá nhỏ. Một xa ra đằng đấy cũng có nhỉ. Cũng có đấy chứ, nhưng mà đen thì chịu chết thì còn tiện quay phim thì có luôn đen flash. Lại mất thêm con nữa. Con này chắc phải bằng con thứ ba nhỉ. Con này cũng to, nó phải tầm cân mấy đấy. Đấy, bằng con trong kia đấy. Nó bị rách mép thôi, chứ không có thì chắc chắn là lên, nó mà đóng lên. Sâu thì lên ngay. Nhưng mà chắc đóng mép là mép trên rồi. Chứ mép dưới làm sao mà ra được. Đang hồi hộp vãi cái trời, nhưng mà con này không to bằng con trước đâu, là mình trồng cá mình biết ngay. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng to đi. Hồ này như thế nó to rồi, đấy xích lên một lưỡi nó bắt nguyên. Con này ngột phát xuống tiếp kịch kim dưới kia đến đâu đấy. Nhưng mà vẫn phải sán vào cái đằng trong mép đấy. Ngâm lâu. Sạch phát biết ngay rồi. Quanh cái này phải 40 phút đấy nhỉ. Được. Thì mình lúc mình ấy là 3 phút. Nghe nhắn tin. Không. Trung tâm bảo mật. Rồi, tối ưu hóa một trạm đây là. Chủ quan quá anh em ạ. Biết thế đấy. Lên đổ vô cả cá kia ra một vợt con đấy cũng được. Khi giờ nhặt này ra đổ cá vào đây. Lần sau đổ cá vào đây. Anh em ơi, thế hôm nay hỏng mất con thứ ba rồi. Con này thì đây là do mình. Con này là do mình nhé. Chứ không phải là do gì. Do mình chủ quan, mình muốn xích một phát thẳng lên. Tại vì bên trong cái vợt nó quá nhiều cá rồi. Bỏ cá ra không rất là mệt rồi. Mắc đầu cần à? Vẫn mắc. Mắc tít dưới. Con này đóng bằng xe dòng xuống nhà hố bánh dòng chắp có vật. Cần này giống như em có một cái như này, nhà đó cần hai khúc. Mắc ở đâu nhỉ?
Đây đây đây, xoắn này, xoắn này, xoắn này. Xoắn này. Đây 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 đây, trên này, trên này, trên này. Một cặp cướp vào đây. Này cứ cò vớ vẩn con sau là nổ cướp này. Rủi ro ở đây chứ rủi ro ở đâu. Phí quá anh em ạ. Mẹ. Kiểu mình cứ ghê ghê vào này. Nhấc cần là cái cần này anh sợ nó gãy thì nó lắm nhá. Cái cần dẻo. Ok. Ôi 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 anh em xịt rồi nhá. Đến bơ rồi còn mất. Chuẩn bị chui vào xong rồi còn tui chui ra ngoài. Ôi do mình. Em Linh được. Thì vừa về xong. Đấy, em Linh xuống chơi giao lưu cùng mình. Đây, lăng xê thì hết mồi rồi, còn một cục thôi. Một cục duy nhất thôi, 8 giờ rồi. Thì chắc chỉ khoảng tầm 30 phút nữa là mình về thôi. Thì hôm nay thì thực sự là rất tiếc cái con cá kia không. Con này thực sự là rất chi là to, nó vít một phát nó không dừng luôn. Em Linh em có quay phim đấy. Nó nổ cước luôn. Chắc là cước nó cũng có vấn đề chỗ nào đấy rồi, nhưng mà con này thực sự là rất chi là to. Hôm nay này không mang túi cá, không mang bao tải đựng. Nên là bây giờ còn một mình nhà mình ở đây thôi anh em ạ. Còn một mình ở đây thôi thì chút nữa nếu mà có được cá thì mình cũng không quay phim được. Bởi vì trống, cái trống để quay phim mình không mang. Thứ nhất, thứ hai đó là có quay thì cầm máy mà quay thì cũng không dòng được. Nên là mình sẽ hẹn anh em đến khi nào về thì mình sẽ lôi cá lên và quay. Đây, mình đang ngồi chờ nó kéo cần thì về. Với anh em, em Linh vừa về được một tí nhá, thì lại đóng hàng này. Đây là mình do là dòng cá nên không thể quay phim được. Nên lên đến nơi thì mình mới quay phim cho anh em. Cũng khủng long bảo chú anh em nhé. Con này khả năng là to nhất trong những cái những tất cả những cái con từ buổi chiều. Đó anh em này. Thấy không? À, con trước bị mất đâm ra là con này mình nhìn thấy to nên là mình phải cột cước lại. Sau đấy thì đổ cá trong vợt ra. Vợt. Nó lấy vợt. Bởi vì thấy nó to hơn cả con ông lẫy nên là mình không chủ quan được. Rồi. Lúc về thì mình sẽ quay anh em xem. Anh em ơi. Đây mình thu hết đồ câu vào rồi nhé. Mình thu hết đồ câu vào rồi thì lúc nãy mình có nói đấy, còn một cục mồi thì mình để còn một cần đây, mình để vẫn để cần đây, thu hết các thứ vào rồi, còn mỗi cái cần đây mình chờ cá dính ném được khoảng tầm 10 phút rồi, còn một cục mồi cuối cùng mình hy vọng bắt nốt con cuối cùng. Và con cuối cùng này mình không hy vọng nó là con to. Bởi vì nếu mà to thì lại phải đổ cá ra ngoài nên là mình không thích. Đây anh em, chanh này. Chanh mang đi để chống muỗi đấy. Anh em bán tín bán nghi, hôm nay bạn Linh có trải nghiệm rồi. Bạn Linh cũng ở trên kênh giống tất cả các anh em thôi, xem phim xem video của mình. Lấy đồ của mình và đi câu cùng mình luôn. Đấy, hôm nay này có bôi, bạn này có bôi muỗi vào rồi. Bôi theo mình hướng dẫn.
không có muỗi luôn. Rồi, còn cái cuối cùng này thì mình sẽ ngồi chờ khi nào nó lôi cần thì mình sẽ lôi lên và thu đồ về. Cũng 8:35 rồi. Dính rồi này, dính rồi. Vừa dính xong, vừa lôi chọt 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 xong. Đấy, 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 anh em nhìn nào. Đấy, mình sẽ lưới máy lỏng ra một chút. Nó đây xem. Vừa giật xong mà. Thế chắc là không phải cá to đâu, mà sao nó lại giật giật. Thôi, cá nhỏ đi cho nó lành. Mình dòng lốt con cuối cùng của cục mồi cuối cùng lên nha, xem nó là con gì. Đấy, kẹp mà cần vào chân dòng tại vì nghĩ nó không to. Ui, 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 ui to anh em ơi. Tôi chết rồi, nhìn này. Cần cong vút luôn, cá to rồi. Chết rồi, chết, chết rồi. Chết rồi. Mắc à? Ủa thôi bung rồi. Ủa đây. Vẫn đây anh em. Không to, không to anh em ạ. May quá không to, con cá vược. Con cá vược là con cá vược. Thêm con cuối cùng đúng ý của mình luôn. Để không phải đó. Này anh em. Đây, thêm con cuối cùng. Con cá vược nhá. Đúng ý của mình luôn. Để không phải lôi vợt ra. Cá vược này ăn cũng khá chi là ngon đấy anh em ạ. Rồi. Rồi cá vược. Cá vược bằng bàn tay anh em nhé. Rồi. Phát này thì thu đồ về được rồi. 9:20. Rồi bây giờ thì là cái vấn đề vất vả đấy, cá đấy. Quên không mang túi cá đây. Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mình sẽ nhấc cá lên cùng anh em nhá. Để trong cái vợt. Ôi dồi ôi, thật chết rồi, nặng quá anh em ạ. Anh em, quá trời cá luôn. Hôm nay rất nhiều khủng long bạo chúa anh em nhé. Rồi, mình xin phép dừng cái video này ở đây. Hẹn các anh em ở các cái video sau. Chỗ này phải trên chục cân, nó phải mười mấy cân. Rồi, mình phải thu dọn nhanh không chủ hồ nhỡ nó ra nó nhìn thấy. Bây giờ làm kiểu gì để cho con chỗ cá nó về để cá vượt cho về vậy. Ok anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các cái clip sau nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì vào đăng ký đi. Để xem những cái video hot nhất của mình. Đấy, bài mồi hôm nay mình hướng dẫn rất chi là tỉ mỉ nhé. Từ lúc live stream đến lúc đi về. Bây giờ mới có hơn 9 giờ thôi. Đây này, cái lăng xê nhá. Đó, vẫn như mọi khi thôi. Câu về một cái. Tốt nhất là tháo xốp ra tí nữa thì tôi sẽ tháo xốp ra sau. Anh em bỏ lên chỗ như nhà tôi có máy tính nhé. Để lên trên chốc máy tính. Ông anh em để lên chỗ khô ráo nhé. Đấy, thành quả hôm nay này. Đó, một bịch khá to. Túi bóng đen, vật vã luôn. Túi bóng đen 10 cân đấy nhá, không phải 5 cân đâu. Đấy là hôm nay mình câu cái bài mồi mà mình hướng dẫn cho anh em ở trên kênh đấy. Là mình mồi bài mồi mà mình hướng dẫn cho anh em mà mình gửi đồ theo đấy. Chứ còn chưa phải bài mồi khóa của mình nhá. Hôm nay cá cũng khá là ăn. Nếu mà bài mồi khóa của mình thì mình nghĩ đánh nó sẽ kinh điển hơn. Đây. Hôm trước về xong là giặt rũ sạch sẽ phơi khô đây. Đây túi để đựng cá để đây. Đi quên đồ. Rồi.
Đây, khoai lang hôm nay mua luộc vẫn còn thừa này. Rồi, hẹn gặp lại các anh em ở các cái video sau. Mình xin dừng cái video này ở đây. Bây giờ tắm rửa cơm nước.